50 câu nói của tác giả nhà giả kim, Paulo Coelho có thể thay đổi cuộc đời bạn. Mỗi người dường như đều biết rất rõ về cách người khác nên sống ra sao, nhưng lại không biết gì về chính con đường của mình. Paulo Coelho, tác giả của những cuốn sách nổi tiếng thế giới, và được bạn trẻ Việt Nam nồng nhiệt đón đọc như Nhà giả kim, 11 phút, và Bên bờ sông Pira tôi ngồi khóc. Về tình yêu. 1. Một người được yêu thương chỉ vì họ đáng được yêu thương, không có lý do nào cần thiết cho việc yêu thương cả. 2. Đây là điều mà chúng ta gọi là tình yêu. Khi bạn được yêu, bạn có thể làm bất kỳ điều gì một cách sáng tạo. Khi bạn yêu, bạn không cần cố lý giải chuyện gì đang xảy ra, bởi vì mọi thứ xảy ra bên trong bạn. 3. Một số điều trong cuộc sống chỉ đơn giản là cần được trải nghiệm, chứ không phải để lý giải. Tình yêu là một điều như vậy. 4. Tình yêu không được tìm thấy ở bất kỳ ai khác, mà nằm bên trong chính chúng ta. Chúng ta cần đánh thức nó, nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần người khác. Vũ trụ chỉ có ý nghĩa khi chúng ta có ai đó để cùng sẻ chia cảm xúc. 5. Khi ta yêu, ta luôn phấn đấu để trở nên tốt hơn. Khi ta cố gắng để hoàn thiện chính mình, vạn vật xung quanh cũng sẽ trở nên tốt hơn. Về cuộc đời, số phận và phiêu lưu. 6. Chúng ta là những lữ khách trong cuộc hành trình vũ trụ, là bụi sao cuộn tròn và nhảy múa trong những dòng xoáy của sự vô tận. Cuộc sống là vĩnh hằng, chúng ta dừng lại một chút để gặp nhau, gặp gỡ, yêu thương và chia sẻ. Đây là một khoảnh khắc quý báu, và là một quãng nghỉ nhỏ nhoi trong sự vĩnh hằng. 7. Bí mật của cuộc sống chính là ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. 8. Khi chúng ta ít mong đợi nhất, cuộc sống tạo ra thử thách để kiểm tra lòng dũng cảm và sự sẵn lòng thay đổi của chúng ta. Tại thời điểm đó, không có lý do gì để giả vờ rằng chẳng có việc gì xảy ra cả, hay nói rằng chúng ta chưa sẵn sàng. Thách thức sẽ không chờ đợi. Cuộc sống là không nhìn lại. Một tuần là thời gian quá đủ để xem chúng ta có quyết định chấp nhận vận mệnh của mình hay không. 9. Tôi có thể chọn hoặc là trở thành nạn nhân của thế giới hoặc là một kẻ phiêu lưu tìm kiếm kho báu. Tất cả chỉ là câu hỏi về cách mà tôi nhìn nhận cuộc sống này. 10. Bất kể ai đó có làm gì đi nữa, mỗi người trên thế giới đều đóng một vai trò trung tâm trong lịch sử thế giới, và thông thường người ta không biết điều đó. Theo đuổi ước mơ. 11. Khả năng biến giấc mơ thành sự thật làm cho cuộc sống trở nên thú vị. 12. Chỉ có một điều duy nhất làm cho việc vươn tới ước mơ trở nên bất khả thi, đó là nỗi sợ thất bại. 13. Hãy nói với trái tim của bạn rằng nỗi sợ thất bại còn tồi tệ hơn cả chính sự đau khổ, và rằng không một trái tim nào từng phải chịu đựng khổ đau trong khi đi tìm kiếm ước mơ. Vì mỗi giây của cuộc tìm kiếm là mỗi giây gặp gỡ với Thượng Đế và với sự vĩnh hằng. 14. Vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, mỗi người đều có khả năng thực hiện những gì họ mơ ước. 15. Bất cứ khi nào bạn muốn đạt được điều gì đó, hãy giữ cho mắt mở, tập trung và chắc chắn rằng mình biết rõ bản thân muốn gì. Không ai có thể chạm được mục tiêu trong khi nhắm mắt cả. 16. Chúng ta đừng bao giờ ngừng mơ ước. Ước mơ cung cấp dưỡng chất cho linh hồn, cũng giống như một bữa ăn cho cơ thể. 17. Và khi bạn muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp bạn đạt được nó. Đúng thời điểm. 18. Sẽ có một ngày bạn thức dậy và thấy chẳng còn chút thời gian nào để làm những gì mình muốn. Vậy nên, hãy làm nó ngay bây giờ. 19. Tôi không sống trong quá khứ lẫn tương lai. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu bạn có thể luôn tập trung vào hiện tại, bạn sẽ là một người hạnh phúc. Cuộc sống sẽ là một bữa tiệc, một lễ hội lớn dành cho bạn. Bởi vì cuộc sống chính là khoảnh khắc hiện tại mà chúng ta đang sống. 20. Không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra, ngay cả trong giây phút tiếp theo, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên, bởi vì chúng ta tin tưởng, bởi vì chúng ta có đức tin. 21. Bí mật chính là ở đây, trong hiện tại. Nếu bạn chú ý đến hiện tại, bạn có thể cải thiện nó, và nếu bạn cải thiện hiện tại, điều đến sau cũng sẽ tốt hơn. V.
về những bài học. 22. Có những khoảnh khắc khi rắc rối bước vào cuộc sống và chúng ta không thể tránh né, nhưng chúng đến là có một lý do. Chỉ khi vượt qua được chúng, ta mới hiểu tại sao mình lại có mặt ở đó. 23. Tất cả điều bạn phải làm là hãy tập trung. Các bài học luôn đến khi bạn đã sẵn sàng. Và nếu bạn có thể đọc các dấu hiệu, bạn sẽ học được tất cả mọi thứ cần thiết để thực hiện bước tiếp theo. 24. Hãy tha thứ, nhưng đừng cố quên. Nếu không bạn sẽ bị tổn thương một lần nữa. Tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan. Lãng quên sẽ mất đi bài học. 25. Chỉ có một cách để học, đó là thông qua hành động. Mọi thứ bạn cần biết, bạn đã học được qua hành trình của mình. Về sự mất mát. 26. Bất cứ ai mất đi điều mà họ nghĩ sẽ mãi mãi thuộc về mình, cuối cùng cũng nhận ra rằng không có gì thực sự thuộc về họ cả. 27. Không ai mất bất kỳ ai, vì không ai sở hữu bất cứ ai. Trải nghiệm thực sự của tự do chính là có được điều quan trọng nhất trên thế giới mà không sở hữu nó. 28. Khi một ai đó rời đi, đó là vì một người khác sắp tới. 29. Bạn không bị đánh bại khi thua, bạn chỉ bị đánh bại khi bỏ cuộc. 30. Khi phải đối mặt với bất kỳ tổn thất nào, cố gắng phục hồi những gì đã qua cũng chỉ là vô nghĩa. Tốt nhất là hãy tận dụng khoảng không rộng lớn mở ra trước mắt và lấp đầy nó bằng một thứ mới. 31. Nếu bạn đủ can đảm để nói lời tạm biệt, cuộc đời sẽ chào đón bạn bằng một lời chào mới. Luôn tiến bước. 32. Biết điều gì đã đi vào kết thúc là điều rất quan trọng. Kết thúc những vòng tròn, đóng cửa, hoàn thành một chương, dù chúng ta gọi nó là gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là hãy để lại cho quá khứ những khoảnh khắc cuộc đời đã qua. 33. Đóng vài cánh cửa ngày hôm nay, không phải vì niềm tự hào, vì không có khả năng hay kiêu ngạo, mà đơn giản chỉ vì chúng không dẫn bạn đến nơi nào cả. Về việc phán xét người khác. 34. Mỗi người dường như đều biết rất rõ ràng về cách người khác nên sống ra sao, nhưng lại không biết gì về chính con đường của mình. 35. Chúng ta không bao giờ có thể đánh giá cuộc đời của người khác, bởi vì mỗi người chỉ biết rõ nỗi đau và sự hy sinh của chính họ. Bạn có thể thấy rằng mình đang đi đúng hướng, nhưng thực ra mỗi người đều có một con đường riêng. Lắng nghe trái tim mình. 36. Hãy nhớ rằng bất kể trái tim bạn ở đâu, tại đó bạn sẽ tìm thấy kho báu của mình. 37. Không bao giờ bạn có thể trốn thoát khỏi trái tim mình. Vì vậy, tốt hơn hết là hãy lắng nghe những gì nó nói. Đối mặt với sợ hãi. 38. Khi bạn tìm thấy con đường của mình, đừng sợ hãi. Bạn cần có đủ can đảm để mắc sai lầm. Sự thất vọng, thất bại và tuyệt vọng là những công cụ mà Thượng Đế sử dụng để chỉ đường cho chúng ta. 39. Lòng dũng cảm không phải là không biết sợ hãi, mà là sức mạnh để tiếp tục tiến lên phía trước bất chấp sợ hãi. 40. Làm người nghĩa là tuy có nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục tiến lên trên con đường của chính mình. 41. Tài năng là một món quà, nhưng phải dùng rất nhiều can đảm để sử dụng nó. Đừng sợ hãi việc trở thành một người tài giỏi. Về việc kiểm soát cuộc đời. 42. Bạn tin mình là gì, thì bạn chính là như vậy. 43. Bạn có hai sự lựa chọn, hoặc kiểm soát tâm trí của bản thân, hoặc để tâm trí kiểm soát chính mình. 44. Nếu bạn chinh phục chính mình, thì bạn có thể chinh phục thế giới. Và phần còn lại. 45. Điều đơn giản nhất cũng là những điều phi thường nhất và chỉ những người thông thái nhất mới có thể tìm thấy chúng. 46. Đừng lãng phí thời gian để giải thích, người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe. 47. Nước mắt là những từ ngữ cần được viết ra. 48. Đôi mắt thể hiện sức mạnh của linh hồn. 49. Đừng giải thích, bạn bè của bạn không cần nó, và kẻ thù thì không tin bạn. 50. Mọi phước lành bị từ chối đều trở thành một lời nguyền. Lớp phim sưu tập.
nhớ like và subscribe để xem các thông tin hữu ích. Lớp phim, chúc bạn thành công!